quý thầy cô và các bạn. Năm nay con 6 tuổi và con tên là Thanh Ngọc. Hôm trước thì có cuộc thi Vipix Got Talent, nhưng mà vì dịch cho nên không thể đến trường được, cho nên thì quay ở nhà. Mong là hết dịch để quay học, đi học lại ha. Và con cũng rất là nhớ trường. Dạ, học đại đi.